con én nhỏ của ta. Dính cây, dính cây, dính cây, dính cây, dính cây, dính cây, dính cây. Én nhỏ én. Dính cây. Ôi da, ôi da. Sao, sao Vĩnh Kỳ buông em? Nặng quá, én nặng quá. Sao bữa nay bạo lực dữ vậy? Người ta nhớ chàng mà. Hả, nàng nhớ ta? Đừng khóc. Yên Tử, đừng khóc nữa. Yên Tử có biết là cái mỏ Yên Tử khóc giống cá bóng mú lắm không? Mỗi lần thấy nàng khóc là tự nhiên ta sợ ha. Sợ cái gì? Sợ không có khăn cho nàng hỉ mũi. Đồ quỷ à. Chết rồi. À, chết gì? Thiếp quên mất rồi. À, thiếp quên gì? À, ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi. Cái đầu nàng sao mau quên quá. Có cái gì cứ đeo dính vào người thì khỏi sợ quên. Mà nàng không nghe. Nín đi. Làm gì tâm tước vậy? Biết người ta quên cái gì không? Mà là la bài bãi mà vậy? Quên cái gì? Thiếp quên mất những lời soạn sẵn trong đầu. Chỉ cần chàng trở về, thiếp sẽ nói, sẽ hát cho chàng nghe. Bây giờ gặp chàng rồi, thiếp không có biết phải nói gì. Chỉ biết đứng nhìn chàng thôi. Vĩnh Kỳ ơi, thiếp nhớ chàng quá. Ta cũng vậy. Ta nhớ nàng lắm, nàng có biết không? Ta nhớ nàng tới tóc ta rối luôn. Đâu có đâu. Ta nói dốc rồi. Tóc gì mà rối vậy? À, không phải. Mấy cậu mà rối gì? À, ý ta nói là rối trí chứ không phải là rối tóc. Rối tâm can. Nào ra can. Cái đó đi. Yên Tử. Dạ. Ta nhớ nàng biết bao nỗi nhớ nhung khát khao mỏi mòn. Ngày ta trở về có nàng bên cạnh, tình cảm yêu đương vẫn không phai nhạt. Duyên tình đôi ta không bao giờ cách xa. Vĩnh Kỳ ơi, chàng còn nhớ chăng ngày chia tay hôm ấy? Buổi chiều tà thiếp dõi bóng người mờ dần trong gió bụi. Thiếp tiện đưa chàng đi, nghe nhói đau trong lòng. Trong gió câu bụi mờ dầm đường dài lắm nỗi trong gai. Thương ai gió sương dài dầu đường đầu với quân sài lang. Thiếp nhớ chàng lắm, nhớ lắm, nhớ lắm, nhớ lắm, nhớ lắm. Biên thùy đêm ngày quân thù xâm lấn, dẫm lên xóm làng. Lòng dân ai quán tan thương, chỉ trai quyết đem thân mình vì Sơn Hà. Cứu nguy tồn vong, mong sao nước non an lành thì đổi mình mới mong chung qua. Trời ơi, thương quá, thương quá, thương chàng quá đi. Chàng đi ngày đêm chinh chiến giữa phong ba, nhớ thương chôn chặt vào tim. Đêm đêm nguyện cầu cùng cao xanh mong nước non qua hồi đi. Sống dướng nổi trơn vậy trời. Tôi kệ vô đại đi hên xui à. Yên Tử ơi, ta dục gió câu xuôi ngược bốn ba đánh đùi ngoại xâm giữa miền quan ai. Pháo nổ rền vang, thấy phơi chiến địa máu chảy thành sông trong tiếng thét kinh hoàng. Phúc lâm nguy, ôi ta tiếc tha được sống bên nàng. Nhìn tử sĩ xả thân vì nước,
ta mới biết thế nào là cuộc sống tình nhân. Ôi cuộc đời này mới ngắn ngủi làm sao, xin đừng lãng phí với thời gian để mưu cầu danh lợi. Hãy dành cho tình yêu những gì chân thật, đừng hoang phí đi những giây phút êm đềm. Vĩnh Kỳ ơi chàng có biết không, có những lúc trăng luồn qua cửa sổ, tiếp nhìn trắng đôi bóng giữa đêm khuya, tiếp nhờ trắng nhắn gửi đôi lời nói rằng thiếp yêu chàng nhiều lắm. Yến Tử ơi ta cũng vậy, tiểu Yến Tử nàng có biết không, là ta yêu nàng dữ dội, ta yêu nàng hơn cả mạng sống của ta. Cuộc đời này nếu thiếu bóng hình em thì cuộc sống của ta trở nên vô dụng. Quánh trận về hát có hát á. Chàng ơi có những đêm sương lạnh, thiếp chờ đợi ai trong giấc mơ, trăng soi êm đềm như nhắc chuyện đôi mình, mơ vòng tay ai ôm ấp thương yêu, muốn trao tâm sự mà người thương còn quá xa. Nỗi niềm nhớ thương ta cũng như nàng, muốn vòng tay ôm trọn người thương cho thỏa nhớ mong. Chàng đã về đây xóa dần mây ảm đạm, đêm nắng ấm mùa xuân ấm áp chưa muôn nhà. Được ta ôm nàng là nguyện vọng mãnh liệt của đời ta. Ôi hạnh phúc trời ban cho ta đó. Tình yêu của đôi ta là thiên trường vĩnh cửu, không có gì ngăn cách được đôi ta. Yến Tử, ôi dáng em tha thước làm ngất ngây lòng ta, nàng như một nàng tiên vừa xuống địa đàng. Ôi chàng ơi hãy vui trong khúc ca tương phùng, nay có em bên chàng thắm thiết yêu đương. Mơ ước sao sắc son sẽ không phai nhạt, tình ta ngàn năm trọn kiếp không rời. Đôi mình sẽ hết tơ loan, sống đến bạc đầu, râu tóc ta rụng rồi chết cũng không phai. Râu tóc ta rụng rồi đến chết ta cũng không phai. Đám cung nữ này giờ này mà còn đàn ca hát múa om sòm, làm cho bổn cung không có ngủ nghê gì được hết à. Đứa nào bài trò hát múa ra đây, ra ta biểu coi. Múa ca cát tường quăng cho ca cát tường. Ủa ngủ hả ca? Chàng về rồi hả? Về sao không qua phòng thiếp vậy? Chàng có nghe tin gì chưa? Hoàng A Mã vừa ban chỉ phong cho chàng làm Vinh Thân Vương. Vậy là từ nay thiếp sẽ là Vinh Thân Vương Phi rồi. Nè, người đâu? Từ nay các người phải gọi ta là Vinh Thân Vương Phi nghe chưa? Ai mà gọi sai ta cắt lưỡi đó. À phải rồi, chàng biết không, hoàng thượng vừa sai người mang một số báu vật tặng cho ta đó. Chàng có muốn xem không? Mình đi nha, mau lên. Khỏi, ta không xem đâu.
Tất cả vàng bạc, lụa là, châu báu đối ta không có gì là lạ hết. Cái chết của Nhĩ Khang dường như còn quanh quẩn bên ta. Ta không còn tâm trí nào mà thưởng thức những thứ vàng bạc châu báu của nàng nữa. Vĩnh Kỳ! Dạ, ủa dạ, trời ơi, đỡ ta ngồi coi. Hỡ chàng và nhạc phò mã tình thâm nghĩa trọng, điều đó thật là đáng quý. Nhưng mà ân điển của Hoàng A Mã cũng không thể nào coi thường được. Người chết thì cũng đã chết rồi, nhưng mà người sống thì phải tiếp tục sống chứ. Phải rồi, ý trời, chút xíu nó lộn qua tri quả rồi. Phải rồi, cô nói đúng lắm, chết thì cũng chết rồi, sống thì phải sống. Nhưng mà nếu như Nhĩ Khang và những binh sĩ kia không xả thân vì nước, thử coi cô có được phong chức là Dinh Tân Dương Phi gì đó không? Đúng, Tiểu Yến Tử nói rất đúng. Cảm ơn chàng Khang em, cảm ơn. Chức Dinh Tân Dương Phi này là do Nhĩ Khang và các tướng sĩ đã hy sinh đổi về cho nàng. Phải trân trọng nó chứ, và phải cảm ơn những người đã hy sinh để cho nàng được vinh quang. À, tức chết à. Nè, bộ không được rồi ghen tức với tôi hả? Thấy người ta có bầu, được hoàng hậu thương rồi ganh hả? Ganh gì? Thì ganh, thấy người ta có con cái còn cô không có. Thấy người ta được thương còn không được thương. Nàng thì không có ai dòm tới nên ganh chứ gì. Cái thứ như cô, ai mà thương cho nổi. Còn cái thứ của cô, thương cũng phải mệt. Nội mà kéo không cũng mệt. Nè nè, cô nói cái gì? Cô nói cái gì? Tôi nói là cái thứ đàn bà tửng tửng, tưng tưng á, có con á, mà lúc nào cũng tưng tưng, tửng tửng, có bầu mà không biết giữ, có thai hai lần mà lần nào cũng xảy. Ôi, cái chuyện có bầu mà sinh được là chuyện thường, xảy mấy chuyện lạ. Sao, cô nói gì? Cô nói cái gì? Tôi nói không đúng hay sao hả? Dám đánh tôi không? Nè, đánh đi, đánh vô chỗ này nè. Sao? Không dám đánh chứ gì? Đánh đi, rồi coi nói chuyện với Thái Hậu làm sao. Cô đừng có thách ta nha. Cô ngon đánh đi. Thái Hậu ơi, chết con rồi. Tiểu Yến Tử đánh con nè, Thái Hậu ơi. Nín đi, khép cái mỏ giùm được không? Đánh hồi nào? Đúng là đàn bà, đụng chuyện là bài hải. Không được, không đánh con mụ này không được đâu. Chàng biết không, vì chàng á tiếp nhịn nó dữ lắm, mấy tháng nay tiếp nhịn tới không chịu nổi nữa rồi. Chàng ơi, chàng có biết không, nó dữ lắm đó, chàng thấy chưa? Mấy tháng nay ở nhà nó đánh tiếp suýt một chút nữa là sảy thai rồi. Nhờ Thái Hậu đưa tiếp về cung dưỡng thai, nếu không á thì chàng sẽ không có đứa con này nữa. Nói láo á, chàng đừng có tin cổ, là cổ cố tình ngã còn đổ lỗi cho thiếp mà. Không, thiếp không nói láo bao giờ. Cổ nói láo á. Không, nói thật. Cổ nói láo, nói cổ thật, nói láo. Nói thật, nói láo, thật, nói láo. Nên nè, mệt quá. Tôi xin hai bà nín giùm tôi được không? Làm cái gì mà cãi nhau trước mặt tôi là vậy là sao? Đừng cãi giả nữa, mệt lắm rồi. Được rồi, chàng và Tiểu Yến Tử như hình với bóng. Chàng nói gì cũng hay, mà nàng nói gì chàng cũng khen hay, cũng nghe mát tai. Điều đó là hiển nhiên rồi, bắt buộc rồi. Được rồi, nhưng mà các người nên nhớ, nếu như trước đây tôi làm Dinh Dương Phi, thì các người đâu được hạnh phúc như vậy. Nếm mật ngọt tình yêu nụ cười hạnh phúc bên nhau, hay chỉ còn gặp trong giấc chiêm bao. Nếu các người cho rằng tôi được chức Dương Phi là kiến lập trên xương máu của muôn dân, nhưng có biết đâu hạnh phúc của hai người là đắng cay đỏ đài một kiếp hồng nhan. À, còn hơi quá ha. Có bầu mà lên thế ớn bà, cách nào bà lấy hay bà? Trời ơi. Còn nữa nè, xương máu là nhất thời, chết là kết thúc, nhưng mà hành hạ mới là vĩnh viễn.
có gì đáng sợ hơn là sát nhân không thấy máu? Nó gặm nhấm từng ngày, xé nát cả tâm can. Các người có biết rằng khi hai người đang thân mật với nhau, đừng quên trong tiếng cười đó có nước mắt thê lương của kẻ thứ ba. Hạnh phúc của hai người là bất hạnh của cuộc đời chi hòa. Không, ta không sợ. Nếu như hai người có thể chăn êm nệm ấm thì quá thật là đáng mặt kỳ tài, trên nhân gian thật là hiếm có. Còn bà thấy ớn không? Bà làm mình bà. Bà nói xong bà thuyết trình xong bà giảng giải xong cái bà cười bà khóc làm mình bà. Bà cũng rảnh lắm nè. Hôm nay chúng ta phải nói chuyện cho thật rõ ràng. Ta yêu lắm rồi, phải kết thúc cái chuyện này ngay bây giờ để cuộc sống chúng ta không còn nhiều vi khuẩn. Phải. Ủa không, quẩn khúc. Phải rồi. Được, chàng muốn nói tại đây hay là vô phòng của thiếp? Tiểu Yên Tử. Dạ. Nàng chờ ta nghe. Ta muốn vào phòng của Tri Quả bàn chuyện với Hoàng chút nghe. Thấy chưa Yến, thấy chưa? Vô phòng của quả rồi nè. Mời chàng vào phòng của thiếp, chúng ta cùng đối ầm. Vào quả. Vào đi, vào phòng đi. Làm như được rồi, đứng ngoài ta rình coi làm được gì. Tri Quả. Dạ. Hôm nay. Dạ thôi, hãy để cho thiếp nói trước nghe. Thiếp nói xong mới tới chàng nói cũng chưa muộn mà. Người hầu đâu? Dạ. Dân trà. Mời Ngũ Ai Ca dùng trà. Mời Huỳnh Phúc Tấn dùng trà. Các người lui xuống đi. Đứng lại, nghe ta nói đây. Các ngươi nên nhớ, đây là chuyện của ta và Phúc Tấn. Cấm tất cả các người nghe lén, rồi tâu lại cùng Thái Hậu, nghe chưa? Nếu ai trái lời thì đừng nói sao ta không dung thứ. Dạ dạ, nô tỳ xin tuân lệnh. Lui ra đi. Thiếp mời chàng dùng trà. Vĩnh Kỳ ơi, thiếp hiểu tình cảm của chàng dành cho Tiểu Yến Tử. Thiếp cũng hiểu nỗi đau của chàng khi mất Nhĩ Khang. Thiếp rất muốn được chia sẻ cùng chàng, nhưng sao chàng khóa chặt cửa, không cho thiếp vào trong đó vậy hả? Chuyện của ta và Tiểu Yến Tử chỉ có Nhĩ Khang, Tử Vi, Tiêu Kiếm, Tịnh Nhi, chúng tôi là những người đã cùng vào sinh ra tử, trải qua bao khổ đau, ôi vui sướng của nhân gian, chuyện thật dài dòng nàng không sao hiểu được. Không phải là ta không mở lòng với nàng, mà tại vì... Thôi, thiếp hiểu rồi. Tại vì chàng đối với Tiểu Yến Tử là hữu tình, còn đối với thiếp là vô tình bạc nghĩa, phải không? Phải Tri không? Tri quả, xin lỗi nàng, ta không thể. Trái tim ta chỉ có thể yêu Tiểu Yến Tử mà thôi. Thó, tưởng dụ chồng tôi vô để nói chuyện riêng là được. Có đâu, lúc nào cũng Tiểu Yến Tử, bị ta đẹp mà ta giỏi, ta thông minh nữa, trời ơi, làm gì có cửa. Vĩnh Kỳ, không thể, tại sao lại không thể, tại sao? Nhảy vô sảy thai luôn đi, quỷ. Trời ơi, Vĩnh Kỳ, cũng phận quần thoa phận ma hồng, sao trời đày đọa thiếp long đông? Ai biểu mày đua đời? Phận gái chung chồng, cam hổ thẹn, lòng không đêm vắng, chỉ riêng mình.
Đang nói chuyện nào quýnh trống hoài à? Vĩnh Kỳ! Đây là cái thằng đánh trống kìa, nín mày ơi! Ôi trời ơi! Hỡi cao xanh, xuôi kiến chi nhiều đau thương. Trời! Mày đặt cà ly sáo! Cùng vườn bế việc chăm anh, cùng tài qua nhan sắc mặn nồng, sao phải chịu vô phòng. Bao nỗi đoạn trường đắng cay xót xa, biết đi cùng ta san sẻ sầu ơi. Chàng lạnh lùng quay lưng chẳng đổi thương, khi thiếp đây đang mang thai hài nhi. Ừ, cho vừa, cho vừa, mang thai mà bài đặt hát cho nhanh. Đáng đáng. Gì đó? Chuyện gì? Vĩnh Kỳ, con đạp. Xanh luôn rồi hả? Chưa. Trời đất ơi. Thôi nha, ngưng đi tới tôi nha. Tri Hòa, Tri Hòa, ta nói cho nàng biết, ta đâu phải là kẻ vô tình, nhưng mà cuộc hôn nhân này ta không có làm chủ. Chúng mình bị ép, biết không? Bị ép hả? Ừ. Vậy thì chàng cứ như trước đây, cứ xem là bị ép buộc đến với thiếp đi, phải không con? Thiếp không có trách chàng đâu. Xin đừng bỏ rơi thiếp cô phòng lạnh lẽo mà Vĩnh Kỳ ơi. Thôi mà, đứa con trong bụng này á là ruột thịt của chàng. Còn thiếp, thiếp là vợ chàng. Thiếp không muốn ở trong thời kỳ xuân trẻ mà phải trở thành một hoàng hậu tình giới ở trong cung. Thiếp cần chàng, thiếp cần con. Chỉ có thiếp mới mang lại hạnh phúc cho chàng. Thiếp sẽ sanh thật nhiều, thật nhiều, 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 nhiều a cát cát cho chàng. Còn tiểu yến tử hả? Cùng điên, không có thể sanh con cho chàng đâu. Quang đường! Chửi là đúng nhảm rồi. Có gì là quan đường, nãy giờ giỡn với chàng thôi. Thiếp chỉ muốn đòi hỏi những việc thuộc về mình cũng không được hay sao? Chàng chối từ chứ gì? Được, nếu đã như vậy thì cũng đã tới lúc ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Vậy thì thiếp cũng không cần quý trọng, mà cũng không cần luyến tiếc gì nữa. Được, chàng hãy chờ xem. Làm gì đây? Mày đặt hăm dọa chồng tôi, nó đừng sợ kỳ, lát em bay vô em cứu anh. Làm gì à? Tiểu yên tử! Hết hồn mày! La ôm sùm, đang rình la ôm sùm à? Gì? Thiếp sẽ chính thức tuyên chiến cùng tiểu yên tử. Đây là cuộc chiến của đàn bà, mà chính chàng là tác nhân. Đẩy chúng tôi đến bước đường cùng, đã không được thì đành phải vậy. Với cô ấy thì có khó khăn gì, người nóng nảy nhưng rất thật thà, chỉ cần một lời là cô ấy phát điên. Nàng uy hiếp ta hay nàng đang đóng kịch? Nàng đâu phải là kẻ ngông cuồng à, mà nói ra những lời lẽ giang hồ khiến cho lòng ta suy nghĩ đắn đo. Lời thiếp nói đây không phải là gian trá, tất cả cũng tại vì chàng. Vì tương lai hạnh phúc mãi sau, vì danh dự hoàng hậu sau này. Nếu không được đôi bề trọn vẹn thì cả ba phải chịu đau lòng. Chàng không thuận thiếp chẳng hài lòng, cuộc chiến này phải đánh cho xong. Nhưng tại vì sao nàng làm như vậy à? Ta thà làm kẻ thù chứ không làm can phạm mà. Ta không muốn nghe nàng tuyên chiến, và không muốn nàng uy hiếp một ai, hiểu chưa? Vậy tại sao chàng chẳng nghĩ tình, dứt áo cho đành để thiếp cô đơn? Tiểu A Ca chưa kịp chào đời, mà vẫn sẵn dành cam chịu lẻ loi. Trời ơi. Ta nghe con khóc chưa?
Chàng định đi chứ gì? Đứng lại! Vĩnh Kỳ, trước đây ở trong lòng thiếp, chàng là người đôn hậu, là một nam nhân đáng mặt anh hùng. Nhưng chuyện gì chàng xử sự hôm nay thì thần tượng đó tất cả đều quỷ diệt. Chàng nói đi, chàng thật sự không có chút tình cảm gì với thiếp có phải không? Ở trong tim chàng có thiếp không? Có con không? Trời ơi, người đẹp vậy mỏng tương tương ai nữa trời. Tiểu Yên Tử, ta nói cho nàng biết nha, ta tàn sao? Chàng không nói được, tức là chàng đang lừa dối lòng mình chứ gì. Chàng hãy nói đi, nói rằng chàng yêu thiếp đi, nói rằng chàng cần thiếp đi. Chỉ có thiếp mới sanh con cho chàng thôi. Còn Tiểu Yên Tử à? Tiểu Yên Tử ơi, cô đâu có thể nào sanh con cho chàng được đâu. Đã đôi ba lần rồi mang thai mà lần nào cũng bị điên, nên chàng đâu có được làm cha. Vĩnh Kỳ, nói rằng chàng cần thiếp, cần con. Nói đi Vĩnh Kỳ, không nói thiếp chết liền cho coi. Không, Tri Hòa, đời ta không thể thiếu Tiểu Yên Tử, nàng có biết không Tri Hòa? Trời ơi, như thiếu Tiểu Yên Tử, cuộc đời ta trở nên vô vị. Trời ơi, thấy chưa, ta đâu cần, không cần gì trơn á, mà chiến thắng vẫn về ta thôi. Tiểu Yên Tử, nhỏ này la hoài trời, tên tu la cũng sụm hoài nhỏ này. Trời, quả này nè, quả ơi, quả không có cửa đâu cưng ơi, quả ơi. Tiểu Yên Tử, ta hận ngươi. Trời ơi, chàng với Tiểu Yên Tử như hình với bóng, thiếp nhìn hai người mà lòng dạ xót xa. Nếu không phải vì Tiểu A Ca, thiếp tìm cái chết nè. Trời ơi, ta sai rồi, ta đã sai rồi. Tại sao ta phải đi tới bước đường cùng này? Tại sao ba chúng ta phải rơi vào cái cảnh tình éo le như vậy? Qua ngàn trái, ta hiểu rồi, ta tự trách mình. Tại vì trước đây ta không tập thể thao, tập tạ, cho nên giờ ta yếu, ta hèn. Được, thà chết chung cho có bạn có đôi, sống làm chi mà bế tắc. Trời, tại sao phải sống như thế này? Nói chơi làm thiệt hả trời? Vĩnh Kỳ, Tri Hòa, nàng với ta, nàng đến với ta không có ngọt ngào gì hết. Nàng đem cho ta toàn là cay đắng chát chua không à. Nàng như cơn ác mộng kinh hoàng đến với ta vậy đó, nàng có biết không? Tại sao, ta hỏi nàng, tại sao nàng chấp nhận cuộc tình dối trá như thế này? Tại sao, nàng nói đi. Chửi nó đi chàng, mắng nó đi. Đúng đó, đúng đó, chàng làm vậy là đúng á. Mày trả lời chồng ta nghe kìa mày. Tại vì thiếp đã yêu chàng tha thiết, nên chẳng ngại chi cảnh chung chồng chung gối, gạt lệ sầu thương gửi gắm thân về. Mấy lời chân tình nỗi lòng cùng chàng, người ơi nghe chăng? Vì đâu nay cam lẻ loi, khóc cho thân đơn sầu khổ. Nỗi lòng biết cạn cùng ai, số trời bày ra để rồi sầu mà tan nát. Tôi hoài mấy bà lắm rồi nghe. Bây giờ tôi đứng tôi nghe mấy bà nói không à, tôi đứng không à. Chàng ơi, em yêu chàng lắm, hãy ở với em đêm nay thôi.
Đêm nay chỉ có đôi mình ân ái duyên tình mật ngọt trao nhau. Rồi ngâm rồi hát rồi ngâm. Vĩnh Kỳ, lại đây với ta đi Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỳ ơi, thương lắm nè, thương lắm nè, thương lắm nè. Không, ta không thể. Phải có thể. Hôm nay ta cho nàng hy vọng, nhưng ngày mai ta sẽ cho nàng thất vọng. Ta không thể gạt nàng nữa. Ta không thể gạt ta, và nhất là không thể gạt Tiểu Yến Tử. Không thể, không thể. Chàng không được đi, đứng lại, không được đi. Vĩnh Kỳ là của ta. Vĩnh Kỳ. Ôi da. Kìa, Chi Hòa. Trời ơi, chàng sao vậy? Ta nàng sao vậy, sao vậy? Chàng thật là giận tâm như vậy sao? Nó là máu mủ của chàng mà. Ôi da. Máu mủ của ta hả? À? Chết rồi. Đó, thì để ta tính. Truyền Thái Y. Thái Y đâu rồi? Người đâu? Như vậy Thái Y. Vĩnh Kỳ ơi, Vĩnh Kỳ, chàng đừng có tin cô ấy. Con làm bộ đó, tự về em rịnh ngoài á. Em rịnh em thấy giả bộ á, chứ họ không phải đâu, giả bộ. Không phải giả bộ đâu. Là ta gây ra cái chuyện này là ta. Không phải mà, em nói không phải, em rình từ nãy giờ ngoài đó chính xác lắm, thiệt mà. Dạ, ngươi còn nói ta giả bộ hay sao? Thấy chưa? Máu nè. Trời ơi, làm bộ màu chứ máu gì bà. Trời ơi. Tri Hòa. Tiểu Tử. Đỡ Tri Hòa giùm anh coi. Đi đâu hả? Vĩnh Kỳ, chàng đi đâu vậy? Ở lại về Vĩnh Kỳ. Ê, đi đâu? Trời đất ơi, Tri Hòa bị có bầu, bị vậy mà không lo. Trời ơi, mệt quá. Bà Hòa ơi, bà Hòa tỉnh lại đi. Trời ơi, bà Hòa ơi, Kỳ đi rồi đi Kỳ, không có lo gì cho bà đâu Kỳ. Bà lo bà đi, bà có sao không? Ủa, đi rồi hả? Đi rồi Kỳ. Tôi có xỉu đâu à. Vậy từ giờ bà làm gì? Giả bộ. Sao bà giả bộ? Trời ơi, bà có bầu mà. Bầu giả nè. Bầu giả? Trời ơi, bà Hòa này bà ghê thiệt á. Mà, ê, cái chiều gì